Có lẽ ít trong cuộc chiến tranh nào các phi công của bên Mỹ lại được đối xử tử tế như trong chiến tranh Việt Nam sau khi họ bị bắt. Tổng cộng trong toàn bộ thời gian diễn ra chiến tranh Việt Nam, chúng ta đã bắt giữ được gần 500 tù binh chiến tranh là người Mỹ. Phần lớn trong số họ là phi công và đều được giam giữ ở Hà Nội. Điều kiện sống của những tù binh phi công này cực kỳ được quan tâm. Chúng ta dành cho họ khẩu phần ăn 7 đồng mỗi ngày ở thời đó, tức là cao hơn khẩu phần ăn của sĩ quan cấp tá trong quân đội nhân dân Việt Nam. So với khẩu phần ăn của những chiến sĩ thực hiện việc canh gác giam giữ tù binh phi công thì tiêu chuẩn của những giặc lái này cao hơn những người đang cầm súng canh gác họ rất nhiều lần. Ngoài việc được cung cấp đủ ăn theo khẩu phần rất cao, các phi công Mỹ còn được tạo điều kiện tăng gia sản xuất, thể dục thể thao để thoải mái về tâm lý sau khi bị bắt. Những tù binh này thậm chí còn được cung cấp cả thuốc lá, chè, cà phê với tiêu chuẩn rất cao và cao hơn những người dân Hà Nội thời bây giờ. Cũng cần phải nói thêm rằng vào thời bao cấp thì thuốc lá, chè, cà phê được liệt vào hàng xa xỉ phẩm. Ngoài ra thì các tù binh này còn được viết thư gửi về nhà mỗi tháng một lần. Người nhà ở Mỹ cũng có thể gửi đồ tiếp tế qua đại sứ quán Pháp để chuyển đến tay thân nhân họ đang bị chúng ta giam giữ. Theo quy định, một phần tiếp tế thì không được quá 5 kg. Tuy nhiên, nhiều trường hợp quá cân được chúng ta linh động trong khi kiểm tra sát kỹ và không phát hiện ra cái điều gì khả nghi. Vào những ngày lễ lớn của người Mỹ như Noel hay là lễ Phục sinh thì phía Việt Nam đã tạo điều kiện cho những người lính này có một ngày lễ trọn vẹn ngay cả khi họ đang trong tù. Chúng ta cũng cố gắng cung cấp đầy đủ lương thực theo yêu cầu của họ, các tù binh có thể tự nấu nướng và những món ăn truyền thống của người phương Tây trong lễ Noel như gà Tây luôn được đáp ứng đầy đủ. Thậm chí họ còn có cả ăn thì một vài tù binh phi công thậm chí còn được đến nhà thờ trong nội thành Hà Nội để mà cầu nguyện. Và đây là một cử chỉ nhân đạo ít được biết tới trong cuộc chiến tranh trước đó mà người Mỹ từng tham gia. Một bữa ăn thỉnh thoảng của tù binh phi công Mỹ trong dịp Noel vào thời kỳ chiến tranh thì thực phẩm rất là khan hiếm và ngay cả nhà khá giả ở Hà Nội thì bây giờ khó có thể chuẩn bị được những bữa ăn đầy đủ chu đáo như thế này. Đây là hình ảnh tù binh phi công Mỹ và thậm chí còn được cung cấp với thông Noel trang trí ngay nhà tù. Bằng việc lấy chính nghĩa thắng hung tàn, chúng ta đã cảm hóa được hầu như toàn bộ phi công Mỹ. Sau khi trao trả phi công kết thúc chiến tranh, nhiều người trong số họ đã đóng góp rất lớn vào việc bình thường hóa quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam. Xin cảm ơn các bạn.